Mang trong mình hai dòng máu Việt Nam Thụy Điển, bé Son sở hữu vẻ đẹp lai Tây cuốn hút người hâm mộ. Hình ảnh cô công chúa nhỏ nhà đoan trang khiến nhiều người nhớ đến bà bán mì Candy Mộc Trà, bởi hai cô bé đáng yêu này đều vừa tròn 2 tuổi và cùng mang nét đẹp giống bố. Mới đây, trong loạt ảnh mới được mẹ đoan trang chia sẻ trên trang cá nhân, cô bé tiếp tục gây thương nhớ với vẻ dạn dĩ và tạo dáng đầy tự tin trước ống kính. Mọi biểu cảm của cô bé đều không thua kém những người mẫu chuyên nghiệp. Vẻ xinh xắn của tiểu thư nhà đoan trang đang khiến nhiều cư dân mạng phát cuồng sau cơn sốt mang tên Candy Mộc Trà. Theo chia sẻ từ thỏi Sô-cô-la biết hát, những khoảnh khắc này của bé Son là hoàn toàn tự nhiên và do em trai cô chụp lại. Trong ảnh, bé Son tạo dáng không thua kém một người mẫu chuyên nghiệp nào. Từ hành động vuốt tóc, biểu cảm gương mặt đến ánh nhìn xa xăm, cô bé sẽ đều thể hiện cực kỳ nghệ thuật. Ngay sau khi được đăng tải, những hình ảnh chất lượng của con gái đoan trang khiến không ít người phải trầm trồ suýt xoa. Rất nhiều lời khen tặng đã được gửi đến cô bé, như mới 2 tuổi mà Son đã có tố chất của một model chuyên nghiệp rồi. Việt Nam Next Top Model nhí là đây, Son xinh đẹp như thiên thần trong thần thoại vậy. Dễ dàng nhận thấy được vẻ nổi bật của công chúa nhỏ nhà đoan trang khi cùng tham dự buổi tiệc với nhiều bạn bè đồng trang lứa. Dù không được mẹ đoan trang lăng xê nhiều, nhưng độ nóng của bé Son vẫn không ngừng gây sốt cộng đồng mạng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.